nhưng mà còn một lý do khác nữa có thể tại sao mà chúng ta lại thấy giá của BTC giảm gần đây, đó chính là chu kỳ mặt trăng các bạn. Tôi đã từng chia sẻ với các bạn vài lần. Và lần cuối cùng tôi thường chia sẻ là video 1576 phần 1 đó thì tôi đã chia sẻ với các bạn là chúng ta có một cái chu kỳ mặt trăng mỗi lần mà chúng ta thấy được là trăng tròn đó thì sau đó giá BTC đâm như là bạn mà trên màn hình đó mỗi lần trăng tròn đâm, trăng tròn đâm trăng tròn đâm sau đó các bạn được là mỗi lần mà trăng khuyết đó thì à, các bạn thấy được là giá BTC lại tăng sau đó và các bạn có biết là gần đây đó cái ngày trăng tròn là ngày nào hay không như là thường đã chia sẻ trong video à, đây là cái video cách đây khoảng chừng một tháng đó thì cái ngày trăng tròn vừa mới qua các bạn đó chính là ngày 5 tháng 5 thì ngày 5 tháng 5 đó, tình hình BTC ra sao các bạn thì các bạn đã thấy được đây là biểu đồ đến ngày ngày 5 tháng 5 là ngay đây các bạn sau ngày 5 tháng 5 các bạn thấy được chúng ta đã có một loạt những cây ngọn nến bao đỏ rồi <laughs> các bạn có tin về cái lý thuyết trang tròn hay là không? Thường chia sẻ để cho vui mà thôi nhưng mà nhiều khi nó cũng có nhiều cái sự trùng hợp đó các bạn. Rồi chúng ta hãy nói tới một số những thông tin đã bật đi thì chúng ta hãy nhìn vào tình hình của BTC mạng lưới bây giờ ra sao và chúng ta nói tới O&O về BTC 20. Thì đầu tiên hết chúng ta có thêm một người nổi tiếng nữa ở trong thị trường BTC đó chính là Samson Mao. Thì Samson Mao bây giờ là CEO của Gen3 Đây là một trong những người mà đã tham gia BTC từ rất lâu rồi Samson Mao đó chúng ta cũng nhắc đến Tại vì nhiều khi các bạn thấy được Samson Mao đó là người mà được mời đến bởi những chính trị gia ở những quốc gia khác nhau để mà giải thích về BTC Thì Samson Mao đó cũng đã được hỏi về On bc btc 20 thì Samson Mao đó không phải là người mà ủng hộ và BSC 20 nói đây là những cái rác cho mà lửa của BDC mà thôi. Nhưng mà ngược lại với lại một số người đó thì tuy là không thích và BSC 20. Samsung đó thì có ý nghĩ là không cần phải làm gì hết tại vì cái trend này đó sẽ từ từ phai mở đi tại vì trên căn bản cái phí chậm lửa của BTC quá mắc à, đây là một cái trend mà không thể nào mà tiếp tục dài hạn được thì có thể đó là đúng các bạn nhưng mà ngắn hạn mà thôi tại vì dài hạn đó cái trend này lại sẽ tiếp tục nữa chúng ta đã từng thấy những cái sự kiện liên quan tới Ethereum rồi các bạn đã nhớ là năm 2017 đó chúng ta có mèo điện tử Crypto Kitty Lúc đó Ethereum mạng lưới cũng bị tắt nghẽn và cái phí lên rất là cao Sau đó các bạn thường là cái trend đó cũng đã phải mờ đi Nhưng mà vài năm sau lại xuất hiện trở lại và còn mạnh hơn trước đây nữa Đó chính là chúng ta thấy sự xuất hiện của NFTs Và sau đó các bạn thấy được là NFTs đã ở lại thị trường này Sau này cũng vậy các bạn tôi nghĩ là BTC sẽ thấy sự xuất hiện trở lại của BC20 và những cái NFTs NFT ở trên Ordinals cho nên nếu nói là cái trend này phải mở đi thì có thể đúng trong ngắn hạn mà thôi Dài hạn thì vẫn nghĩ là chúng ta cần phải suy nghĩ đến bước kế tiếp BDC cần phải làm gì Có thể là không cần làm gì hết, có thể chúng ta chỉ cần có mạng lưới Line Network được hỗ trợ nhiều hơn bởi nhiều ví và nhiều sàn Thì sau đó những giao dịch sẽ được di chuyển trên Line Network Cũng có thể mà như đó đã là đủ các bạn nghĩ sao? Các bạn hãy comment ở bên dưới Thu thì nghĩ là cái trend on uh, BC20 này đó, nó sẽ không chấm dứt ở đây Và sẽ tái trở lại Tới thời điểm bây giờ đó thì các bạn thấy là mempool uh, Có nghĩa là cái số lượng BTC mà đang chờ để mà được xử lý đó Đã giảm xuống dưới 300.000 transaction rồi thì bây giờ là 298.218 transaction thì cho tới bây giờ đó để em refresh cái trang này lại thì các bạn đã thấy được là phí của BTC à, hồi sáng này đã trở lại coi như bình thường rồi nếu như các bạn muốn di chuyển nhanh thì tốn khoảng chừng là 2 đô 3 đô nhưng mà mới đây đó, thì các bạn thì được đã tăng ngược trở lại ở mức là 7 đô 34 cent nếu như các bạn muốn di chuyển nhanh trong vòng lock kế tiếp là trong vòng 10 phút còn nếu như không các bạn có thời gian thì các bạn có thể chờ khoảng chừng một tiếng đồng hồ nếu như các bạn trả các phí là khoảng chừng 4 đô la. Thì nói chung cái phí này đó vẫn cao hơn so với bình thường nhưng mà so với lại cái tê vài ngày khi mà cái phí lên tới 19 đô la, 20 đô la thì đã giảm nhiều rồi. Còn về altcoin thì sao các bạn? Altcoin thì nói chung cũng giống như BTC có một số đồng hồi phục nhẹ một chút. BTC đó thì hồi phục 1.4%, Ethereum thì không có sự thay đổi nhiều. BNB hồi phục 1.1%. Tổng số vốn hóa của thị trường thì tăng 2.1% trong vòng 24 giờ qua. Và chúng ta có thể nhìn vào crypto bubble đó thì chúng ta thấy được là đồng mà xuống nhiều nhất. Chúng ta thấy là chính là đồng Hex xuống 41%. Pepe thì tăng ngược trở lên là 21%. Tuy như vậy nhưng mà chúng ta thì được Pepe thì so với lại cái đỉnh cao cái đây khoảng chừng một tuần đó thì đã xuống khoảng chừng là hơn 50% rồi. Nhưng mà tại sao Pepe lại tăng ngược trở lại? Có thể là tại vì Elon Musk thuyết về Pepe các bạn. Elon Musk đã chia sẻ một cái meme. Thì trong cái meme thường trước đây Elon Musk sử dụng cái hình con chó Shiba Inu hay là Dogecoin. Nhưng mà các bạn thấy được lần này đó thì Elon Musk đã không lựa chọn hình chó mà lựa chọn hình ếch các bạn. <laughs> Cho nên đây cũng có thể lý do tại sao mà Pepe tăng trưởng không ai biết được chúng ta chỉ biết là elon musk đã chính thức xác nhận là đã thuê cựu lãnh đạo quảng cáo của nbc universal là linda giacarino làm ceo mới của twitter à, thì điều này nhiều người cho là cũng hợp lý mà thôi tại vì um, linda giacarino là một trong những lãnh đạo liên quan tới quảng cáo và đối tác của đài nbc universal thì đồng người mà có rất nhiều kinh nghiệm và nhiều đối tác và cái mà cần thiết đối với lại Twitter thì chính là thu nhập và thu nhập đó phần lớn sẽ đến từ quảng cáo cho nên thuê Linda Jacarino để làm Twitter CEO thì nhiều người cho là về cái phương diện kinh doanh thì cũng hợp lý nhưng mà có nhiều người cũng không có thích lắm các bạn nhưng mà trước hết á, thì có thể một trong những câu hỏi nhiều bạn muốn biết là người này có thiện cảm với crypto hay là không hay là có thích meme coin hay không tại vì à, các bạn đã biết là Elon Musk là một trong những người mà rất là thường xuyên xuất hiện trong cái thế giới meme coin cho nên người này bây giờ là CEO mới thì có như hay là Musk sẽ được không Cho đó chúng ta không có rõ các bạn thật ra thì cũng đã dành thời gian hồi sáng này để xem coi là Linda Yaccarino à, đã bao nhiêu lần nói về crypto thì cũng không có nhiều đâu mà thật ra đó, khá chúng ta biết là Linda Yaccarino là người mà follow ship token Twitter các bạn thì cô ta follow ship token và không những như vậy chúng ta được là Yakuino cũng follow một số những cái account liên quan tới Doge như là Sir Doge of the Coin, Doge Designer, Dose Coin các bạn đã thấy được là đây là một người mà cũng follow một số những cái Twitter liên quan tới meme coin nhưng mà có phải đây là dẫn chứng là cô ta thích meme coin không thì uh, chúng ta không biết có thể là theo dõi tại vì đã từ lâu một thời gian rồi cô ta muốn trở thành CEO của Twitter và Twitter là một nơi mà các bạn đã thấy được là thường xuyên nói về meme khôi. Chúng ta sẽ chờ đợi xem coi là Jacarino có những cái chiến lược gì liên quan đến crypto và Twitter. Như mình thường đã chia sẻ là có một số người không có thích, thật ra một số người không có thích Linda Jacarino đó, phần lớn là không phải về kinh doanh hay là về crypto mà phần lớn đó người ta không có thích Uh, liên quan đến chính trị các bạn tại vì linda yakirino đó không những uh, là bây giờ là ceo của twitter mà cô ta còn có một chức vụ khác nữa đó chính là chủ tịch của lực lượng đặc nhiệm diễn đàn kinh tế thế giới wef và đây là một diễn đàn mà cũng đã có nhiều cái hành động gây gây nhiều cái sự tranh cãi thôi thì sẽ không có chia sẻ nhiều rồi các bạn khi nào mà liên quan đến tài chính sẽ chia sẻ còn phần còn lại chủ yếu liên quan đến chính trị mà thôi đó là thông tin mới nhất liên quan tới Twitter và CEO mới rồi chúng ta cũng có một số những thông tin nổi bật khác à, liên quan tới Hoa Kỳ chúng ta đã thấy được là các nhà lập pháp ở tiểu bang Texas đã bỏ phiếu sửa đổi và bổ sung một điều khoản công nhận quyền sở hữu lưu trữ và sử dụng các loại crypto trong cái dự luật này đó thì các bạn thấy được là họ nói là các cá nhân thì đều có quyền sử dụng rất nhiều thứ để mà giao dịch và ký hợp đồng hàng hóa và dịch vụ trong đó bao gồm cả tiền mặt, tiền xu, vàng thổi hoặc là nhân phiếu và đương nhiên crypto cũng nằm trong danh sách này. Dự luật đó đã có 130 phiếu ủng hộ chỉ có hai phiếu chống mà thôi. Chúng ta thấy được là gần đây đó có rất nhiều những tiểu bang họ lần lượt cái những cái luật này tại vì sao các bạn? Tại vì họ đã quá mệt mỏi chờ quốc hội đưa ra luật liên bang cho nên mỗi tiểu bang bây giờ đó họ chỉ lo bản thân của mình mà thôi. Họ chỉ nhìn vào crypto có lợi với tiểu bang họ hay là không có lợi nếu như mà có lợi thì họ nhanh chóng ủng hộ giống như là tiểu bang Texas, Wyoming vân vân chúng ta đã nói tới khá nhiều trên channel này rồi có lợi nghĩa là gì có lợi nghĩa là mang đến công bạn việc làm mang đến thuế cho họ và thậm chí có thể giúp đỡ cho họ tiêu thụ cái lượng điện mà không có nguồn tiêu thụ các bạn tại vì có rất nhiều những cái nguồn điện mà nếu như mà không ai tiêu thụ đó thì coi như là lãng phí bây giờ đã có Bitcoin mining thì lại là một cái sự lựa chọn của nhiều tiểu bang chúng ta cũng có một cái thông tin liên quan tới tiểu bang Florida thì chúng ta đã biết là Ron DeSantis là một trong những người mà rất là ghét tiền kỹ thuật số trung ương CBDC trước đây đã chỉ nói bằng miệng mà thôi nhưng mà hôm nay đã chính thức ký luật rồi các bạn và luật hạn chế việc sử dụng cái loại tiền kỹ thuật số của ngân hàng trung ương CBDC ở bang Florida luật này đó cấm sử dụng CBDC làm tiền trong bộ luật thương mại thống nhất UCC của Florida đã cũng cấm sử dụng CBDC do chính phủ nước ngoài ban hành và kêu gọi các bang khác đưa ra các lệnh cấm tương tự thì cái mà Thuận nhận ra đây đó là cái luật được ký đó thì khác với lại những gì mà được chia sẻ bởi Ron DeSantis một chút Tại vì trước đây đó Ron DeSantis nói là sẽ cấm CBC ở Florida Thì bây giờ đó không phải là cấm CBDC chỉ là không công nhận CBDC mà thôi có nghĩa là khi mà Hoa Kỳ có một tiền kỹ thuật số đó thì ở Florida vẫn được sử dụng nhưng mà cái tiền CBDC đó đó không được công nhận là tiền ở Florida cho nên nó không có được bất kỳ một sự bảo vệ nào từ pháp luật thì hy vọng của Ron DeSantis là bao nhiêu đó đã đủ để cho những người khác những cái công ty họ không muốn giao dịch CBDC tại vì là có chuyện gì đó mà không được tiểu bang công nhận thì sẽ không được bảo vệ rồi chúng ta cũng có một cái thông tin Thông tin này đó là liên quan tới công ty Marathon Marathon Digital là công ty đào ở Hoa Kỳ Và họ cũng có cổ phiếu trên sàn chứng khoán Và công ty này gần đây các bạn đã biết là cũng bị dòm ngó bởi SEC Thì có thể vì lý do đó các bạn Công ty này đó, ngoài trừ việc là họ tiếp tục phát triển ở Hoa Kỳ Họ cũng đã tìm đến thêm những nơi khác để đa dạng hóa cái dịch vụ của mình Các bạn thấy được là thủ đô Abu Dhabi, các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất đã dành riêng ra một thu vật với quy mô lớn dùng để đào BTC, được phát triển liên danh bởi hai công ty đào, đó chính là Marathon Digital Holdings và công ty cơ sở hạ tầng tài sản kỹ thuật số Zero Two. Liên danh này vận hành hai địa điểm đào BTC, tổng công suất lên tới là 250MW. Công ty Marathon và Zero Two cho biết họ dự định sẽ tận dụng năng lượng dư thừa từ lưới điện của Abu Dhabi để đào BTC. Việc đào Bitcoin đó ở nơi khí hậu sa mạc của Abu Dhabi với nhiệt độ lên tới 28 độ C đều không khả thi được các bạn. thật ra đây là một điều mình thường cũng cảm thấy khó hiểu khi mà họ lựa chọn một nơi nóng như vậy để đào. Tại vì đào BTC rất là ồn và rất là nóng, cho nên thường các bạn thấy được là những nơi nào đào BTC đó thường là những nơi có khí hậu lạnh. Tại vì khi mà khí hậu lạnh rồi đó thì họ không cần phải sử dụng nhiều điện để có thể chạy những cái máy lạnh cho bạn và nó tốt hơn cho máy đào nhưng mà họ lại lựa chọn Abu Dhabi cho nên đây là điều khó hiểu đây nhưng mà họ nói là hiện tại đó họ đã phát triển công nghệ làm mát các máy đào bằng cách là nhúng dàn máy đào xuống chất lỏng Zio sẽ nắm giữ 80% cổ phần 20% còn lại sẽ được nắm giữ bởi Marathon Digital và họ hy vọng các cơ sở sẽ đi vào hoạt động vào năm 2024. Nói chung nó cái mà các bạn cần phải hiểu đây là thứ nhất Marathon Digital đã bắt đầu phát triển ra bên ngoài Hoa Kỳ rồi. Có thể là họ lo sợ pháp lý một ngày nào đó không có như mong muốn. Thứ nhì nữa là các bạn thấy được là các tiểu vương quốc Ả Rập đó thì gần uh, đây luôn có những cái động thái chào đón ủng hộ crypto nhiều hơn rồi chúng ta cũng có cái thông tin liên quan tới uh, coinbase thì uh, các bạn thấy được là coinbase đã tiếp tục cái cuộc chiến uh, để giành được cái pháp lý như ý muốn ở hoa kỳ thì chúng ta thấy được là coinbase uh, gần đây họ đã tổ chức một cái uh, hiệp hội tư vấn crypto toàn cầu trong hiệp hội này đó họ đã mời rất là nhiều những cái nghị sĩ mà bây giờ đã rời khỏi quốc hội rồi những nghị sĩ mà trước đây chúng ta cũng thường hay nói tới bây giờ các bạn đã nghe những nghị sĩ như là Patrick McHenry nhưng mà trước đây chúng ta cũng đã từng nghe nói tới những nghị sĩ Pat Toomey chúng ta có Tim Ryan à, chúng ta có Sean Patrick Maloney đây là những người mà rất ủng hộ crypto và BTC bây giờ họ đã không còn là nghị sĩ nữa bây giờ họ đã rời khỏi chức vụ đó rồi à, nhưng mà chúng ta thấy được là những người này đã được mời bởi Coinbase à, để trở thành những người tư vấn cho cái đơn vị tư vấn pháp lý toàn cầu này và cũng mời luôn Jay Clayton các bạn, Jay Clayton là chủ tịch cũ của SEC trước khi mà Gary Johnson trở thành chủ tịch đó, thì Jay Clayton là chủ tịch cũ của SEC và sau khi mà rời khỏi đó thì Jay Clayton đã trở thành một người đứng ra để mà ủng hộ crypto. Thì Jay Clayton thì bây giờ đó vẫn sẽ hỗ trợ pháp lý cho Coinbase nhưng mà sẽ nằm ở bên một cái hội đồng quản trị khác không phải là trong cái hiệp hội tư vấn toàn cầu mà Coinbase tạo ra nói chung nữa thì cái mà Coinbase muốn làm đó chính là mời những người mà trước đây giữ chức vụ ở trong chính phủ của Hoa Kỳ để tư vấn cho họ trong cái cuộc chiến pháp lý này rồi chúng ta cũng có một số những thông tin khác nữa thường chia sẻ với các bạn trước khi mà các bạn tiếp tục cuối tuần thì à, liên minh châu Âu đã có kế hoạch buộc các công ty crypto cung cấp cho cơ quan thuế thông tin chi tiết các khoản nắm giữ crypto của khách hàng ngay cả khi mà công ty có trụ sở bên ngoài khối EU hoặc phát hành NFT đề xuất sẽ được các bộ trưởng tài chính thống nhất vào tuần tới thì cái các bạn nên hiểu ở đây đó là đây không phải là cái gì đó gọi là quá lạ đâu chứ là thấy được là sau khi mà có cái uh, luật Mica được thông qua đó thì uh, đương nhiên một phần là liên quan tới thuế thì uh, những cái sàn giao dịch đó, họ đòi hỏi là phải cung cấp những cái thông tin nếu có liên quan tới là ai ở châu Âu đang nắm giữ cái crypto nào và đương nhiên bây giờ chúng ta được là những cái công ty mà không phải sàn giao dịch mà họ chỉ phát hành NFT cũng cần phải thông báo luôn là họ đã bán NFT đó cho những ai thì có nhiều bạn hỏi thường là rất là khó tại vì những cái địa chỉ ví đâu có tên đâu thì đương nhiên là họ không nhắm vào những cái công ty phát hành địa chỉ ví rồi các bạn mà họ nhắm vào những cái công ty cung cấp dịch vụ tập trung như là những cái sàn hay những cái công ty NFT tập trung thì đương nhiên các bạn thấy rồi Châu Âu đó thì đã chính thức có Mika chấp nhận và muốn quản lý crypto một phần là tại vì thuế các bạn tất cả như các bạn đọc đó thì điều quy ra duy nhất đó chính là chữ thuế cuối cùng thì cũng là thuế mà thôi các bạn thị trường này là thị trường mà họ biết ngày càng phát triển cho nên cái phần thuế đó không thể thiếu được họ phải thu cho bằng được cái số tiền đó và chúng ta cũng có cái thông tin liên quan tới sàn Binance thì họ đã thông báo trên Twitter ngày hôm qua là họ đã quyết định rời khỏi Canada vì lý do pháp lý liên quan đến stablecoin và các hạn chế À, thì họ không nói rõ cho mới thuyết là những hạn chế là những hạn chế gì cái mà thuận hiểu đó là sau khi mà có hàng loạt những cái dịch vụ những sản giao dịch sụp đổ à, thì à, chính phủ của canada đã hầu như đưa ra những cái quy định nó không có tốt cho những sàn giao dịch hoạt động ở đó. Và rất nhiều sàn đã rời khỏi rồi. Binance là sàn mới nhất rời khỏi, nhưng mà nhiều sàn trước đó, hình uh, như là Kraken cũng đã rời khỏi Canada rồi. Cho nên việc Binance rời khỏi cũng không nhiều là quá lạ đâu. Thì Binance cũng đã nói là thật ra thị trường Canada rất là nhỏ, không phải là thị trường lớn. Uh, nhưng mà cũng đáng tiếc là họ đã không thể có một thỏa thuận với chính phủ của Canada hợp lý được cho nên họ sẽ quyết định là rời khỏi Canada và chúng ta được là nói tới Canada đó, thì có một cái sàn đó chính là Calgary CX thì cái sàn này là một cái sàn mà rất lớn hồi xưa của Canada đã sụp đổ vào năm 2019 và có rất nhiều drama liên quan đến sàn này nhưng mà nào mà có netflix thì có một cái video trên netflix không nhớ là theo đuổi crypto king hay gì đó thường quên cái tên rồi nhưng mà nó liên quan tới cái sàn này cái bạn ấy đã nhớ là cái sàn này bắt đầu gặp vấn đề khi mà ceo của sàn này đột ngột qua đời ở ấn độ trong khi sàn này là một sàn ở canada thì rất nhiều người nói là người này chỉ giả chết mà thôi cái dùng ở ấn độ là một cái dùng mà chuyên có thể sản xuất được những cái tờ giấy khai tử giả cái đó thì đã là một nghi vấn hồi xưa các bạn chứ còn thật cái sao chúng ta không có biết cái mà chúng ta biết đó là sau đó thì rất nhiều người còn tiền trong sàn này mà không có lấy ra được nhưng mà tới bây giờ đó thì chúng ta đã biết là cái số lượng người mà còn tiền trên sàn này đó thì họ sẽ lấy được tính theo đô la mà thôi đáng tiếc đó thì sẽ không tính theo giá của BTC ngày hôm nay mà tính cái giá hồi xưa các bạn có nghĩa là nếu như mà ai lưu trữ một BTC thì họ sẽ có thể lấy đời là khoảng 4.933 đô cho một BTC mà họ còn giữ trên sàn này tại vì sao vậy? Tại vì nó chỉ tính cái thời điểm của cái lúc mà sàn này phá sản mà thôi chứ không có phải là tính cái giá BTC ngày bây giờ và bên dưới này đây các bạn thấy được là nếu các bạn lưu trữ một Ethereum thì đáng tiếc chỉ quy ra được là 222 đồng đô la Canada cho một y mà thôi có nghĩa là tính theo à, đồng đô la thì còn thấp hơn nữa các bạn chứ không phải là tính theo cái giá bây giờ và những người nào mà có tiền trên đó, đó thì sẽ nhận được 13% trả trước trong thời gian tới đây phần còn lại khi nào họ mới trả thì không nói rõ ở đây và đây là tất cả các thông tin mà tôi muốn chia sẻ với các bạn trong video ngày hôm nay tôi hy vọng là các bạn nhận được nhiều giá trị trong video này nếu mà nào muốn tìm hiểu những ưu đãi dành riêng cho cộng đồng của thùng capital thì có thể bấm vào cái link ở bên dưới video này để tìm thấy những ưu đãi như là các bạn có thể nhận được bonus hay là giảm phí dịch lên tới 30% khi mà tham gia vào những sàn như là bybit CoinEx, okx binance và một số những dịch vụ khác như các bạn nhìn thấy trên màn hình nếu mà nào mà sử dụng sàn giao dịch tên thì chỉ nên dùng để mà giao dịch mà thôi không nên lưu trữ quá nhiều tiền trên sàn và thuận sẽ hẹn gặp lại các bạn trong video kế tiếp tạm biệt các bạn